Rô đồng này, rô đồng hai chú. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Đoàn Tuyển TV nhé. Hôm nay mình tiếp tục chinh phục cái con mương cạn này, hy vọng lại kiếm được nhiều cá đồng để cho mọi người xem. Tranh thủ kích cái đầu cống này, kiếm ít rô ta. Con gì đây? Diếc. Diếc này. Ôi dồi phi. Mọi người nhớ like video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. À, khởi đầu sâu sốc làm hai em rô đồng ngon không? To béo. Đấy. Sâu sốc. Ôi giời, rô phi. Ôi giời, 3 4 em rô liền, giếc nữa này. Rô giếc. Ngon không? Đầu cống không có em chê đâu nhỉ. Rô phi. Làm em rô đồng, giếc đồng. Quá ngon luôn. Rô phi to không? Rồi thả ra cho em lên lớn. Ui rô phi, loại này bắt một lúc thì có một hàng tạ. À. Đấy, nay mình vặn to này một tí là rô đứt hết. Rô phi nhiều quá nhỉ. Ủa con gì đấy? Con gì mà 6 tăm lên. Không để ý. Không có rô ta, rô thúng gì cả. Rô phi. Sộp. Sộp con, bắt cá giếc cả thôi. Bắt cá giếc cả thôi. Ôi rô phi. Bắt cá giếc đồng thôi. Rô đồng đấy. Rô nữa đây, hai em liền. Đây em nữa này, ba em rô liền, quá ngon luôn, béo vàng ươm.
Rô phát cá lên bờ. Ô rô đồng này. Đấy. Rô đồng đây. Em rô đồng này em định chạy. Nắm rồ phì quá nhỉ. Giếc à? Ờ, giếc. Giếc quá ngon. Ui. Rồ phì à? Giếc đồng. Úi giời, úi úi giời, úi giời. Cứ giếc của bắt thôi. Bắt cá giếc thôi. Không có rô giếc, còn rô phi. Úi giời. Rô phi. Chạy kinh quá. Khó nhìn quá nhỉ. Không biết đâu là giếc, đâu là rô nữa. Nó chạy loạn hết cá lên. Đấy, úi giời.
nó phải nói là nhiều như trong ao. Úi trời. Nước chui đầy húng. Rô đồng. Là men rô đồng trời. Mọi người like video, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nhá. Con rô phì quá. Phì như trong ao. Rồi to gấp. Phi tưởng có giết không phải. Rô này to gớm. Phi
xoại xít. Sộp này, giờ mới gọi em sộp. Nhưng mà thôi em mới béo á. Thả ra cho em mới lớn. Vật thì rất hút cá nhé. Ôi giếc to này. Đấy. Giếc to không? Ngon. Trắng nuỗn nà. Giếc đồng. Ôi là rô phi. Tưởng giếc to cơ. Con gì đây? Rô đồng này. Béo chưa? Đấy. Ôi giếc kìa. Đấy, cá cứ lừ lừ. Làm em rô giếc quá ngon này. À, em rô phi vừa nãy khớ phết đấy. Chạy đâu mất rồi. Đã trồng khoai lấy dãi khoai này. Giếc này quá ngon luôn. Loại này về rán giòn lên ăn cả xương, xong một gói lá lốt vào chấm. Úi giời tuyệt vời. Rô ta. Ôi giếc à. Quá ngon. Giếc. Chẳng bao à. Rô phi. Ui, sộp 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 sộp. Mãi mới vớ để em sộp. Đâu rồi nhé. Đây rồi. Sộp đây. Ôi.
nước chui đáy ống rồi. Sộp con, bắt cá giếc rồi, không bắt sộp. Rồ to hơn. Đây, giếc đồng ngon không? Ấy. Phí. Ôi giời. Ôi. Nắm không? Rồ này. Rồi.